Xin chào các bạn và các em nhỏ đã ghé đến kênh Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay mình sẽ ra vườn hái tất cả những trái cây mini xinh xắn đủ màu sắc. Mình sẽ bỏ vô trong cái rổ tre của người Việt Nam cho các bạn xem nha. Bây giờ thì mình đang ngồi cạnh cây mâm xôi nè các bạn. Năm ngoái thì cây mâm xôi này rất là nhiều trái, năm này cũng nhiều trái đó chứ. Nè, đó, rất là sum xê trái luôn. Hôm nay mình sẽ vừa hái vừa ăn, thiệt là mê, gửi đến cho các bạn xem nha. Wow, mâm xôi thì chín chừng đúng một 5 ngày là mình không hái là nó sẽ rụng hết nha. Đây, các bạn ơi, nhìn cái chùm đã chưa? Wow, đây nữa nè. Ngon ha. Đó. Ở dưới mới thấy được rõ mà. Rất là thơm. Thơm, ngọt, chua chua chút xíu thôi. Vị rất là ăn, rất là ngon nha các bạn. Wow, chùm mâm xôi nè. Bạn thấy chưa? Hai trái cây mình thích nhất là trái cây thòng lòng xuống dưới này nè. Cái mình hái. Mình ăn hết sảy luôn. Trái này hơi chua nha. Đó, cái trái này nhìn nó xinh ha các bạn. Cứ hái xong là nó để lại cho cái cuống vậy đó. Còn mình thích hái luôn cuống á thì mình ngắt như thế này. Đó, mình để cái rổ xuống dưới, mình chạm một cái là trái này nó rớt xuống. Đó. Đẹp ha. Ở trong farm, trong rẫy thì người ta hái như thế này thôi. Người ta chỉ cầm, người ta rút ra vậy, xong đầy giỏ. Cái là người chủ của cái farm á, người ta sẽ trả tiền cho mình nếu mà mình hái mướn cho người ta đó. Đó. Wow, xâm xê luôn. Đây đây, bên này một chùm nè. Chùm bên này nhiều chứ. Đây là việt quất màu hồng của mình nè các bạn. Nó đang chuẩn bị chín đó. Thì chiều nay mình sẽ bao bọc hết lại cho chim nó ăn hết nha. Đó, trái màu hồng. Đây, nguyên cả cây việt quất màu hồng. Cây này nó qua nó che mâm xôi. Quá chừng đã luôn các bạn. Đó, mình dỡ lên mình hái cho nó dễ. Chứ mình để lòng thòng á, hái nó cứ đổ xuống, ánh sáng nó không tràn vô, mình không thấy được trái mâm xôi. Nhìn trái đẹp chưa? Này vô ăn với da ua ngon lắm các bạn. Đó, mình cứ rải những mâm xôi này với việt quất vô trong hộp da ua đó. Hái hết cái cây này được rổ này không các bạn ơi. Đó. Cái này hườm nè, hườm mình ngắt nguyên. Đó, ngắt nguyên. Để ít bữa nó vô nó chín nguyên cuốn luôn. Cây này chỉ nhỏ nhỏ thôi, mình trồng trong cái chậu. Lúc đó mình mua là 40 đô la cho một cây này nha các bạn. Bây giờ nó chín. Cái này mà mình có đất rộng á, mình trồng ra đất thì nó sẽ phát triển cái bụi rất là bự, ra rất nhiều trái. Nhưng mà khu vực của mình ở đó đất rất là chật hẹp nha các bạn. Cũng ráng trồng trái cây gửi đến cho các bạn xem. Đây, nhìn đây này, hết được 3 trái ngon chưa. Mùa hè tới trái cây, chỗ nào chạm tay chỗ nào cũng có trái, thấy thương. Trái này nhìn trời xanh nhìn nó đẹp đó các bạn ha. Này nó chín quá là nó sẽ có cái màu phấn trắng. Phấn trắng xong rồi cái nó đổ qua màu tím như thế này, cái là nó hư luôn. Đó, mình mà không kịp hái là nó hư hết rồi. Wow, còn nhiều vậy ta. Nhiều quá. Đó, hái cho hết nè. Thank you.
khu vực này là ở phía trước nhà, có được mảnh đất nhỏ tí mình cũng trồng luôn. Cá này nó ngon lắm, ngoài chợ bán rất là mắc tiền, bán khoảng mấy chục trái là $3 mấy á, nó mắc nhất trong tất cả các loại trái cây hay sao á. À, chim nó không ăn. Con người mình ăn rất là tốt đây nè, còn rất nhiều các bạn ơi. Wow, được một mớ luôn rồi á. Chừng đó ở ngoài chợ cũng bao nhiêu đây ha, khoảng $7-8 chừng này nè các bạn, bỏ trong cái hộp rồi. Wow, việt quất đầu mùa này các bạn, việt quất trái khổng lồ đã chín rất là màu tím đó. Wow, nhìn cái trái ngon chưa, bỏ trái việt quất vô nó nổi liền ha. Còn trái nào chín không đây nè, một cặp nè, trái này thường, trái việt quất bự ha, khi nào nó chín thì nó bự thêm. Wow, ở đây nè có được 2 trái nè các bạn, đầu mùa thì thấy rất là quý. Ít bữa nữa nó chín giống như là cà phê, các bạn biết trái cà phê chín không, mình tuốt được luôn á. Bên này nè, đây là một cây nhỏ ở trong vườn nhà mình thôi, còn mình có cái cây kia cả trăm, cả triệu trái, cả ngàn trái chứ, cỡ đó đó. Các bạn cũng đã xem video mình rồi đó, thấy cái cây việt quất nó sai trái nhất từ trước đến nay. Cây mâm xôi hồi nãy mình hái rồi đó, mà mình đứng xa vẫn còn thấy trái này đó, đứng xa mới thấy, đứng gần không thấy đó. Nó còn thì mình sẽ hái luôn, để là ngày mai nó sẽ hư hết á. Nhìn dễ thương ha. Rồi nó nứt, đây là cành già ra trái, còn nó nứt thêm cành non nữa. Là mùa thu nó sẽ ra bông ra trái một đợt nữa các bạn. Mâm xôi nó ra trái 2 lần. Nếu mà mình biết chăm sóc, mình bón cho nó tốt thì nó ra 2 lần nha. Cây việt quất thì mình hái, mình sẽ quay vòng tròn, có chỗ nào thì mình hái. Hết rồi hả? Hết rồi. Rồi, cây việt quất một cây đã xong. Bên này tiếp tục, cây bên này nó chín nè. Cây bên này thì nhỏ hơn. Cây này mình trồng giống như cây kiển ở trước nhà vậy đó các bạn. Còn những cái cây nào mà hơi lớn, hơi cổ thụ tí, nhiều cành, nhiều trái thì mình để phía sau vườn. Ồ, rớt. Lượm lên. Trái cây rất là quý. Đây các bạn, hái nè. Đó. Chưa gì có một mớ trái cây lạ. Đây đây đây. Đây. Trái việt quất bự ha. Các bạn xem, trái blueberry ăn rất là tốt cho trí não. Đó. Còn đây là cây sâm đất của người Hàn Quốc. Đó, mình trồng rất là nhiều nè các bạn. Ít bữa nữa tới mùa sâm đất thì mình sẽ nhổ hết cho các bạn xem nha. Các bạn thân mến ơi, các bạn thân mến thân thương ơi, bây giờ mình đang ghé ở đâu các bạn biết không? Đang ghé ngay chỗ vườn thần tiên Atiso. Mình tới đây hái trái tí hon tiếp. Bây giờ đi lui để hái chuỗi ngọc nho đen và chuỗi ngọc nho trắng nha các bạn. Rồi, lên hái mấy ngày trời nắng mà tội nghiệp. Tội nghiệp mà mấy cái bông Atiso chưa? Đó, nó hơi khô héo nha. Lên hái thôi. Trồng trái cây chỉ mong như vậy thôi các bạn. Chỉ mong có một bức tranh như vậy để về già ngắm thôi. Bây giờ mình sẽ hái ăn thử cho các bạn xem hôm nay nó chín ngọt như thế nào. Nho chuỗi ngọt nha. Đó, trái cây nè, mâm xôi và việt quất. Rồi bây giờ mình sẽ hái. Wow, đây các bạn, một chùm luôn nè. Trái rất là chua chua ngọt ngọt, ăn tương tự giống như là cái trái gì ha, trái dâu gì bên Việt Nam á, dâu rừng hay sao. Cái cành của nó cũng sai lắm á, từ trên xuống dưới luôn. Wow, cái vỏ của cái nho chuỗi ngọc trắng này nè, nó rất là mỏng, mình chạm vô một cái là nó bể liền, mà nó thơm, nó ngon, nó chua chua.
ăn mà không có cảm thấy ớn nha. Chị cảm thấy là muốn ăn nữa, mặc dù nó không có ngọt, nó chua chua một chút xíu ngọt thôi à. Đó, hái các bạn. Đó, hái, bỏ vô. Còn kế bên cái cây chuỗi ngọt của mình là cây gì các bạn biết không? Đây nè, nè, giống như một cái dạng hạt nấc vậy đó. Cây này gọi là cái hạt mà mấy con sóc hay ăn á. Cây gì ha? Cây bồ đào, đúng rồi. Nè, cái hạt bồ đào. Chắc là vậy, các bạn bấm online xem nha. Cái bữa nữa tới mùa mình sẽ hái, mình đập ở trong nó. Ăn nó béo ngậy còn hơn hạt điều nữa. Đó, nhìn rất là thương ha. Xung quanh nó có một cái áo bọc. À, nó không có gai gắt như hạt dẻ. Hạt dẻ thì xung quanh nó có rất là nhiều gai. Nhưng mà mấy em sóc vẫn tới ăn bình thường, gai ăn luôn. Còn cái này mà không có gai là em sóc sẽ ăn luôn trái non luôn. Cho nên nó sắp tới mình sẽ bao bọc những cái hạt này để mình sẽ được thu vào mùa thu nha các bạn. Đó, một cái bông của nó thì nó sẽ tỉa ra được hai hạt. Đó. Đây có một hạt hồi nãy mình thấy rất là bự mà không biết làm sao nó bị gãy nè, chỗ nào đây rồi. Rồi mình mới thấy nè. Giờ nó gãy mất tiêu rồi, uổng quá vậy. Đây. Đây nè. Rất là nhiều, nguyên cây là nhiều hột lắm nha các bạn. Rồi mình xuống dưới đất á, mình mới quay được. Ở đây là mình đang đứng trên cao rồi. Thôi mình trở lại cái việc phải hái tiếp cái trái dễ thương này. Không hái là không yên với mấy em sóc nha. Đó, nhìn ngon ha các bạn. Màu sắc cái trái này dễ thương vô cùng luôn. Càng nhìn càng thấy bầu trời xanh ở đâu trong này mà nó rọi vô trong này luôn nè các bạn. Nhìn nè, ánh sáng mà nó bóng lên luôn. Làm kiến được không? Các bạn có thấy nó rọi cái cảnh vô trong này không? Mình thấy đó các bạn. Không biết các bạn có thấy không, từ mấy quay phim. Đó, đẹp ha. Trái này hái dễ, nhanh hơn Việt Quất. Nó chín là nó chín từng chùm. Đó, trải lên một cái nhìn chuỗi ngọc. Chuỗi ngọc mà lòng hết nhọc nha các bạn. Nhìn thấy thương. Nó chín là nó chín một loạt hết trơn vậy đó. Mình để là nó sẽ bị khô. Nó khô là nó teo cái vỏ lại. Cái nó nhăn nhéo, cái nó đổ cái nước trong chua ngọt ra ngoài, cái bắt đầu nó hư trái. Còn như vậy là hái rất vô ăn, chấm muối ớt rồi. Khỏi phải bàn cãi các bạn ơi, nó ngon lắm. Cái cây này nó cũng dễ gãy, mà cái này cây khô. Chạm vô cái là nó giòn lắm. Hết cái cây này hái, đã ha. Đó, nho chuỗi ngọc nha. Mình là lần đầu tiên mình thấy cái cây này ở tiệm cây giống Power Work đó các bạn. Mình ngạc nhiên vô cùng. Mình kêu cái trái gì mà nó đẹp dữ. Nhìn nó xuyên suốt luôn. Nhìn nó thấu ở trong. Mình thấy những cái hột ở trong và những cái gân của cái trái. Nhìn sao mà nó đáng yêu gì đâu. Mình nhìn mình thích nhìn hoài luôn á. Nè các bạn có thấy không? Đó, nho chuỗi ngọc trắng nha. Trắng mà còn trong nữa, trong veo à. Ráng hái hết cây đi ha. Đó, một năm chỉ ra trái có một lần thôi. Nó không giống như là dâu tây. Cho nên nó trái này rất là mắc. Ở ngoài chợ bán một hộp nhỏ nhỏ thôi, 3-4 đô la cho một hộp. Một hộp chưa tới 100 gram các bạn. Mà một cây của nó ra cũng ít, không có nhiều lắm. Đây có một chùm dễ thương nè. Chùm này thương quá. Nè. Xin liền nhé. Đó, mỗi thứ mỗi ít. Rồi, tạm thời mình hái sơ sơ thôi.
Chút xíu nữa mình sẽ ra mình hái kỹ nha. Mình sẽ hái hết luôn. Chứ mình không có bỏ sót hết đâu. Các bạn là các bạn nói hái là hái cho hết. Mà hái mà đứng mà tận tụy mà hái cho hết ấy, thì cái thời gian nó rất là nhiều. Cho nên các bạn coi video dài các bạn lại la. Đó, vậy thôi, tạm thời như vậy thôi ha. Rồi mình sẽ sang một cái cây việt quất khổng lồ, trái xum xê trĩ. Hôm nay trái cây nhìn con mắt mà thấy sao trong rổ trái cây của các bạn. Đáng yêu ha. Rồi mình sẽ ghé tới đây là các bạn biết cây này là cây gì không? Đây là cây nho chuỗi ngọc đen. Hôm nay em ta đã chín rất là mọng. Nè, chín mà rất là ngọt luôn á. Ngọt nhai mà thơm ngây ngất mùi nho chuỗi ngọc đen. Bây giờ mình sẽ hái, mình bỏ vô cái rổ này. Chắc là sẽ đẹp lắm đây nha. Dạ, xinh xắn vô cùng hôm nay. Cái vườn của mình sao mà mình thích, muôn đời mình thích hoài cái vườn của. Rồi, sẽ tuốt nho chuỗi ngọc đen. Trời nắng hơi chiếu một chút xíu. Ngon ha. Nó xum xê trái nè, nhưng mà nó không có ra mấy cái chùm dài giống như chuỗi ngọc trắng. Chuỗi ngọc trắng thì cái chùm nó dài hơn. Này có kéo thì mình cắt cũng được, nhưng tay mình cầm máy rồi. Đó, chuỗi ngọc đen đây các bạn. Trái đẹp ha. Đó, lần này như lần đó thì mình cũng muốn thử chuỗi ngọc đen cho các bạn xem. Nho chuỗi ngọc nó thơm ngất, gọi là ăn không nổi luôn. Làm thuốc được các bạn ơi. Nho chuỗi ngọc đen. Ăn muốn khà ra lửa với cái trái này, nó thơm chua mà nó thơm quá, nó thành hôi nha. Lần nào cũng vậy hết trơn á. Mình hái vô không biết mình có ăn hay không. À, để nấu làm thuốc được các bạn. Nấu làm thuốc được không biết. Nè. Chắn vô một trái rồi coi như là đuối cả răng, cả mũi, cả miệng luôn. Nó thơm quá. Bạn nào đã từng ăn cái trái này rồi biết nha, chứ mình không có nói mà không đúng đâu. Ăn trái này rồi bạn nào biết cái trái chuỗi ngọc đen này làm gì ăn, comment giúp mình với. Chứ mình hái nhiều vô mình cũng không có ăn nổi, tại vì nó rất là quá thơm. Rồi sẽ đi hái chuỗi ngọc đỏ và việt quất nha, còn lại thì chút xíu mình sẽ hái tiếp. Các bạn ơi, rất là nhiều trái cây ở trong vườn mình chưa hái nè. Hoa bông atiso thật là tuyệt đẹp của mình nè các bạn. Cái bông của nó nè bây giờ đã đạt yêu cầu để thu hoạch rồi, nhưng mà chưa có kế hoạch để thu hoạch cái bông này. Không biết mình ăn cái gì để mình hái vô coi. Thích ha. Đó, còn rất là nhiều bông từ trên cao nè, nhiều bông lắm các bạn, đang phát triển ha. Lúc nào cũng tới đây thăm nha. Trái táo mật ong mình trồng rất là trĩu quả, nhưng mà phải leo lên tới ngọn thì mình mới thấy được em táo. Còn thôi ở dưới đất thì mình sẽ không thấy được. Coi, đẹp ha. Đó, trái trĩu luôn. Nó trĩu thì nó sẽ yếu cái nhánh ở trên này. Năm ngoái trĩu bị gãy lần rồi. Rồi, sẽ leo xuống dưới đi hái tiếp trái cây. Bông atiso quá trời này các bạn. Bông atiso hầm giò heo ăn hết sảy nha. Hầm gà á cũng ngon, gà hen cũng ngon luôn. Rồi qua bên kia mình sẽ hái ít cherry. Đây là những trái cherry của mình. Mình bọc rất là cẩn thận. Mình bọc tới hai cái bọc lận thì không có con gì xé ra hết. Năm ngoái mình bọc một cái như thế này nè các bạn, bị lấy ra hết. Đây mình bọc hai cái nè. Đó, thì không có con gì nó xé ra được, tại nó sức nó mạnh hơn hai lần. Rồi bây giờ mình mở ra mình hái nha. Rất là nhiều trái cherry ở trong vườn mình. Nhìn rất là đẹp mắt. Đó. Wow, mình bọc từ nó còn xanh mà bây giờ nó lớn. Nó hơi chặt nha. Lấy ra. Các bạn xem nè. Trái này lung linh màu sắc. Coi, tuyệt đẹp ha.
trồng trái cherry. Coi, nhìn mát con mắt không? Đây các bạn. Thích hoài luôn, không có thích tạm thời đâu, mình cảm thấy mình thích. Hôm nay trái rất là chín mọng luôn các bạn ơi, ăn ngọt thơm. Này là độ chín đã rất là mùi rồi nè các bạn, mùi luôn rồi ha. Đó các bạn thấy không? Rất là ngon, ngon hơn ở farm rất là nhiều, ở cái vườn rẫy của người ta các bạn. Rồi mình hái nguyên chùm nha, 1, 2. Khó nha các bạn, nó dài ghê ha. Đó, một chùm cherry. Được, trước mình hái mớ rồi đó. Cherry năm nay mình trồng trái rất là mọng, đạt yêu cầu nha các bạn. Bỏ vô rổ trái cây quý của mình nhất trong vườn. Tất cả đây là trái cây quý ở Mỹ nha. Đó. Hái được mấy trái cherry, cái máy nó hết pin. Cái mình vô mình lấy pin, mình nhìn xa mình thấy cây táo của mình nó thiệt là đáng yêu các bạn ơi. Nhìn cây táo nè, đó, trái gì đâu mà nó xum xuê. Coi, trái nó rất là bự, cây táo này là táo king size nha các bạn. Cái trái nó rất là bự. Nè, hướng nào mới thấy rõ vậy? Nhiều, rất là nhiều trái cây ở trong vườn nhà mình. Toàn là trái cây Mỹ, đó, táo Mỹ. Những trái cây Việt Nam của mình á, mình rất là yêu và mê để trồng trái Việt Nam. Nhưng mà trái cây ở xứ nóng nhiệt đới đó các bạn, không có sống sót nổi ở cái vườn nhà mình. Mình trồng cây bơ, cây chôm chôm, cây đu đủ, nó đều đi hết trơn các bạn. Khí hậu nó lạnh quá, nó không có chịu nổi. Này, đây cũng có một cây Việt Quốc nhỏ của mình. Cây này mình mới trồng, chưa ra trái. Còn đây, đây là cây ớt khía của mình. Đó, ớt khía thì năm ngoái á, mùa đông á, mình vội vàng mình đem vô nhà tới 5 cây, mà cuối cùng còn có 2 cây thôi. Đó, bây giờ mình trồng này, nó lên bạn. Đây là cái chùm cherry mà mình bao bọc rất là kỹ, 2 lớp, mà cuối cùng cũng bị cắn nè các bạn. Tại vì cherry nó chín thơm quá, sóc hay chuột gì ở ngoài á, nó sẽ gặm vô trong cái lưới này, nó cắn cắn cho dập cái nước này ra, xong rồi nó hút nha các bạn, nó hút cái nước ngọt nè. Bây giờ nguyên cả chùm hư hết luôn, rất là tiếc. Nhưng mà kế bên còn một chùm nè. Đó, các bạn thấy xa xa kia là mâm xôi rừng không? Đó, mâm xôi rừng nó leo lên cây táo chen chút nè. Nè, xum xê luôn. Mâm xôi rừng màu, mâm xôi hoa đó, màu đen. Chín quá nó rớt hết tiếc. Được 4 trái, rớt mất 1 trái đâu rồi. Đây có 1 trái lủng lẳng nè. Tất cả thì mình mới tháo bịch ra đó. Đó, đây chùm 2 trái nữa nè. Hái luôn. Hái cherry thì hái nguyên cuốn đó, mình sẽ để được lâu hơn. Wow, cái cành nó hơi cao nha các bạn. Đó, thích ha. Đưa xuống dưới các bạn thấy rõ không? Rổ trái cây. Các bạn ơi, thấy rõ mấy cái chùm cherry của mình không? Là từ hàng rào á. Cảm giác thích quá ta, không muốn rời mùa cherry của cái vườn Vinh Nguyễn Thị. Review. Ngồi đây. Cắn một cái là nước. Mọng, ngon các bạn ơi. Đứng để ăn hết nha. Ngon gì đâu mà nó ngọt ngay luôn. Ăn 1 trái nữa thôi. Ăn kiểu này bị lan nè. Ngon tuyệt vời. Ngọt, thơm. Bỏ vô rổ.
mấy trái này chín quá nè các bạn. Còn bên này là dừa nè ha. Rồi, đã kết thúc mùa cherry thiệt rồi đó các bạn ơi. Trồng một cây ra mấy trái mà tưởng đâu là nhiều lắm. Có một trái nó rớt, mình sẽ lấy vô. Nó rớt xong này. Nhìn trái cây đẹp. Nhìn tuyệt đẹp quá, hái vô thôi. Đây các bạn, còn được mấy trái cherry nè. Mình hái luôn nha. Coi coi, hái không đành lòng. Thôi anh quay đi, anh nhìn đi. Nè, nhìn ngon lắm. Chắc tặng anh xã mình. Đó, kiếm trái. Nè, cho anh ăn cherry vườn của em, cho anh biết ngon như thế nào nè. Đó, thử đi, ngọt không? Ngọt không? Ngọt hơn. Ngọt phải không? Ngọt mà nhiều nước. Mát. Ngon quá. Đúng á. Ăn nha. Anh ơi, ngon quá nè. Này, hái. Wow, đẹp chưa? Quá chừng đã luôn. Này hái được nguyên một rổ. Bên này táo nè. Đợi bữa nó chín nha. Rồi đi ra mình hái một ít dâu tây nữa. Giờ đi qua những khu vực khác để mình quay thêm nhiều trái cây cho các bạn xem. Đây là cây lê của mình. Cây lê của người châu Á nè các bạn. Trái ăn rất là ngon, thơm, mọng nước nha. Ra trái nguyên cả chùm luôn. Đổ xuống vườn dâu tây của mình. Dâu tây thì bây giờ mình đang chăm sóc. Nó ra bông đợt thứ hai nè các bạn. Rất là nhiều bông đợt thứ hai. Còn cây lê này nó trĩu trái, chịu không nổi luôn. Nè, nhìn trái nó đẹp ha. Đó. Bên này nữa nè các bạn. Bên này là một loại là lê khác, gọi là lê màu xám nè. Cái trái nó hơi xám xám. Cái vỏ nó hơi nhám nhám, mà nhai vô nó giống như nó có cái cát cát gì á các bạn. Đó, nhìn rất là đẹp ha. Rồi tới mùa thì mình sẽ hái mình review thử cho các bạn xem. Bây giờ trái cứ đông đưa như vậy đó, đợi lớn lên mà thôi. Còn dâu táo tím ở trong ruột màu hồng, năm ngoái thì mình cũng đã review cái ruột màu hồng cho các bạn xem. Mình mổ ở trong ra nó màu hồng mà ăn nó rất là ngon, thơm, giòn mà rất là đặc biệt của cái vị táo tím ruột hồng nha. Đó, mình trồng rất là sai trái các bạn ơi. Nè, trái nè, khỏi phải nói luôn, rất là xinh. Coi đẹp chưa? Coi chừng gãy một trái chắc mình tiếc. Mình tiếc lắm các bạn. Các bạn đi hái ăn cherry rồi nó khát nước. Vẫn còn khát nước các bạn. Ăn thêm trái dâu tây nữa nha. Hôm nay dâu tây của mình chín thấy đã nè các bạn. Đó. Ăn nha. Mời các bạn. Rớt. Rớt. Rớt hoài vậy. Rớt thôi, để tí mình rửa mình hái trái khác nha. Giờ mình hái trái khác. Ăn trái các bạn ơi. Trời nắng vào tay rất là ngọt. Số 1, thơm. Rất là nhiều trái bự ở đây. Nè, ăn thêm trái này nữa đi ha. Trái này nó ngọt quá. Trái nào ngọt vậy? Trời nắng á, cái trái nó teo lại. Nhưng mà rất là ngọt luôn. Các bạn. Đó, trái nè. Tuyệt vời luôn. Thơm, ngọt. Chua chua. Số 1, mình sẽ hái hết nha. Mấy trái nào mà nó chín quá thì mình bỏ xuống.
phải quay tròn cái chậu này. Trái ngọt nhất luôn. Mấy bữa này trời nắng, cái dâu tây nó nhỏ xuống nhưng mà nó rất là ngọt, thơm. Rồi, xin ha. Hái nha. Nó hơi dài các bạn ơi. Cây Việt Quất của mình nè, Việt Quất treo nè các bạn. Bây giờ trái nhiều lắm. Rồi chút xíu thì mình sẽ tưới nước rồi. Cây hơi thiếu nước. Còn trên là dàn nho của mình. Bây giờ nó kết trái nè. Nè, các bạn xem cái trái của nó rất là bự. Không biết có nhiều trái không, chắc mình cắt bớt nhánh đi. Ha, nhánh nhiều quá. Nhiều trái cây quá. Rất là thơm ngon đặc biệt của mùa trái cây năm 2021 của Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ. Quanh vườn của mình nè các bạn, đây là mình trồng cái xà lách san hô xanh và san hô tím ở dưới cái gốc cây măng tây nha các bạn. Ra rất là tốt nha. Đó, cái bữa mình sẽ ra nhổ vô ăn với thịt nướng. Khi một dàn dâu tây của mình các bạn thấy không? Cái này là mình phải xách cái thúng ra để mình hái riêng. Mình sẽ hái tập 2 nha. Rất nhiều dâu tây chín nè. Chín từ dãy chỗ kia. Đó, các bạn thấy không? Chỗ kia cho tới ở đây. Rất nhiều trái chín. Mình sẽ đi hái tập 2 cho các bạn xem. Đó. Rồi đi ra vườn á, vui quá các bạn ơi. Bên này cái cổ họng mình nó bị gì á. Nè, đó là trái bự không nè. Đó. Nhưng mà chưa hái. Cái bữa nó sẽ hái nha. Chắc mai hái hay hôm nay hái gì cũng biết. Mình sẽ làm tập 2. Rồi. Nhiều dâu tây lắm. Đó. Rồi đây là tất cả những cây bí ngòi của mình. À, đang chuẩn bị ra trái. Bí ngòi màu xanh nha. Đây trái xanh. Xanh tròn. Đó. Chỗ kia là ớt nè. Ớt quay cho các bạn xem thôi. Mình sẽ xách rổ và đi hái một đợt trái cây bự giống như là cà tím nha. Đó, cà tím trái bự nha, lòng thòng luôn, đông đưa trái rất là bự nè. Vô hái vô làm nướng mỡ hành ăn sai trái. Mình trồng cà tím tròn nè. Đó, rồi đây là cà tím dài bự, tất cả các loại ha. Nhìn thấy cưng dễ sợ chưa. Còn ở trên thì tiếp tục ra bông và ra trái tiếp tục. Còn bên này thì cà tím trái hơi màu trắng trắng, tím tím nè các bạn. Rất là nhiều thứ ở trong vườn thần tiên của mình. Đó, còn ớt nè, trái ớt này sắp chín rồi nè. Còn trái ớt này nó có rất là nhiều loại trên cùng một cây ớt. Dài có, tí hon có, tròn giống như cà dĩa cũng có luôn. Mà trái rất là ngọt. Ngọt ngay luôn, mình nhìn là mình thèm liền, muốn ăn. Ăn một trái cho các bạn xem. Này. Đây. Đây là chùm ớt sắp chín. Nhiều màu nha các bạn. Ớt này là ớt bảy sắc cầu vồng. Nó còn non thì sẽ màu tím, nó sắp chín thì sẽ màu vàng. Còn nó chín hẳn là sẽ màu đỏ, không hiểu luôn. Trên này nữa nè. Rất là nhiều thứ ở vườn nhà mình. Nhìn mê mắt thiệt đó các bạn ơi. Đó, trồng trái cây đi, có ngày sẽ có được cái bức tranh rất là đẹp. Thôi, ăn trái đã nha. Các bạn ơi, ngồi bên trái dâu khổng lồ này. Nè, ngồi bên chùm dâu khổng lồ. Review một trái ớt. Năm này mình trồng cố gắng á, mình trồng trọt cây cối. Táo nhiều trái, dâu nhiều trái, bông artiso nhiều bông, cái gì cũng nhiều, hết Việt Quốc cũng nhiều. Ớt này các bạn, ngọt ngon lắm. Wow, giòn rụm, thơm, không có hàng, ngọt giòn, rất là dễ ăn. Hột của nó
Thương quá. Dâu tây nè các bạn, xoay xung quanh là trái, nhìn mê lắm. Rồi bây giờ mình sẽ hái những trái Việt Quất xinh đẹp, mình trùm ở trong cái lưới để bảo vệ cho Việt Quất khỏi bị chim ăn nè. Cái cảnh này là ước mơ ở trong ký ức từ thời còn bé của mình đến giờ nè các bạn. Bây giờ ước mơ của mình đã thành hiện thực, bỏ công sức ra lao động là sẽ được trái cây như ý. Đó. Bây giờ hái một ít Việt Quất nữa. Việt Quất trái năm này rất là ngọt thơm, rồi trái rất là lớn nha các bạn. Nè, trái này ngon không? Đó. Bạn nhỏ nào nhìn trái cây cũng thích hết trơn ha. Mình đây cũng thích nè. Đây, trái bự. Thử trái nha các bạn. Hai trái đi. Wow, ngon quá. Rất là ngon lành ở trong vườn mình. Nó ngọt lắm. Nha các bạn, nó nhiều quá đó. Nhiều trái lắm. Đây. Ngon. Trái này hơi chua. Tí hơn. Quất tí hơn này cái trái nó nhỏ nhưng mà nó ngọt lắm nha các bạn. So với cái trái mà chín, chín thiệt chín á, là nó nhỏ lắm. Đây nè, mình so sánh cho các bạn xem. Đó, vị quất tí hơn nè, không biết trái ra sao, ăn có ngon không. Đây, mình ăn thử cho các bạn xem. Cái cây của nó rất là nhỏ, lá của nó rất là bóng nha các bạn. Nó ra nhiều trái nhưng mà nó đậu rất là ít. Đậu ít lắm. Nè. Đây các bạn. Đây, vị quất review Việt quất tí hon. Thơm nha. Cái vị của nó cũng là giống như Việt quất trái bự, nhưng mà nó có một cái độ dịu dẻo, một cái độ đặc hơn, ngọt hơn, thơm hơn tí. Còn cái trái này nó chua mà cái miệng mình muốn rời chua mà rời không được. Hái trái nhỏ nhỏ này, nho chữ ngọc đỏ này các bạn. Trên này nữa nè. Rất là đẹp nha. Nhưng mà chín trái nào chim nó ăn trái đó, nên mình ra tới nơi thì không có kịp với mấy con chim, nên chỉ hái như vậy thôi. Này. Nó cũng rụng hết nha các bạn. Chữ ngọc đen nhìn cái dáng của nó hơi giống trái Việt Quất tí thôi ha. Còn đây nữa là cây Việt Quất khổng lồ của mình. Trái này các bạn, các bạn xem trái này. Đó, mình trồng gì đâu mà nó chen chút nhau nó ra trái. Wow, wow, chỗ kia có một trái chín. Wow, nó chín rồi hả ta? Mình tưởng nó chưa chín coi. Nhìn trái nó nhỏ nhỏ mà nó chín trái bự trên này các bạn. Đó, mình sẽ hái bỏ vô cái rổ xinh, rổ trái cây quý của mình ở trong này. Đây, trái bự quá. Bự ha. Trên này trái dừa dừa nè. Ở đây là khu vực táo lùng của mình đó các bạn. Khu vực này là mình yêu thích nhất ở trong vườn. Cà chua đen, đỏ, cà chua. Mình cảm thấy yêu thích, vui vẻ thì mình sẽ ra nhiều video về trái cây gửi đến cho các bạn xem. Rồi mình sẽ sưu tầm nhiều trái cây đẹp để trồng ở vườn Vinh Nguyễn Thị gửi đến cho các bạn xem nhiều cho vui nha. Các bạn ơi, thì hôm nay mình đã hái rất là nhiều trái cây của vườn Vinh Nguyễn Thị. Vui quá, vui quá, hái được rổ trái cây rồi. Mừng quá các bạn ơi. Nào là nho chữ ngọc trắng, chữ ngọc đen và chữ ngọc đỏ. Rồi tất cả Việt Quất và cherry mình hái nè. Nhìn rất là đẹp, mê say trái luôn các bạn. Thì đây là cây táo tím ruột hồng của mình. Mình để đây để lấy cái thumbnail cho các bạn xem vườn trái cây của Vinh Nguyễn Thị rất là xinh, dễ thương luôn. Thì hôm nay mình xin dừng video ở đây. Các bạn xem video của Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ.
Các bạn ơi, thì hôm nay mình hái rất là nhiều trái cây ở vườn nhà Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ. Thì bây giờ mình xin dừng video đây. Các bạn xem video của Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ. Nếu mà các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn ủng hộ giúp mình một like, một đăng ký, một chia sẻ. Cảm ơn các bạn đã ghé đến kênh của Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ. Chúc các bạn và các em nhỏ một ngày thiệt là vui vẻ và thiệt nhiều sức khỏe nha. Xin tạm biệt các bạn ở đây. Tạm biệt các bạn.